chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, tuyên phạt tử hình đối tượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi. Những ngày vừa qua, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về một buổi họp phụ huynh tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người sốc bàn hoàng và phẫn nộ. Vụ việc xảy ra trong đoạn clip một lần nữa khiến dư luận đặt vấn đề về tình trạng lạm thu, lạm quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh và câu chuyện thời sự này sẽ được chúng tôi đưa ra bình luận trong ít phút tới đây. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Kiều Tiên và Ngự Bình, chào mừng và trân trọng cảm ơn quý thính giả đang lắng nghe chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua tin nóng. Thưa quý vị, sau một ngày xét xử, chiều ngày 13 tháng 10, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992, mức án tử hình về tội giết người và 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Huyên là tử hình. Vụ án thu hút sự quan tâm chú ý và gây bất bình trong dư luận xã hội, bởi Huyên là đối tượng đã 5 lần tra tấn, bạo hành bé gái 3 tuổi trực tiếp đóng 10 đinh vào đầu cháu bé làm cháu bị tử vong. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Trung Huyên là đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc và bất bình trong dư luận xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng chỉ vì động cơ ích kỷ, bị cáo đã năm lần đánh đập, hành hạ bé gái 3 tuổi và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng, không để cháu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và mẹ cháu bé. Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo Huyên đã bị cả xã hội lên án. Tại phiên tòa qua thẩm phán, chị Nguyễn Thị Luyến là mẹ của cháu bé và những người có liên quan. Hội đồng xét xử cho rằng, mặc dù còn một số mâu thuẫn nhưng chưa đủ cơ sở để khởi tố chị Luyến về hành vi che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm. Do đó, kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của chị Luyến về trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại đã yêu cầu bị cáo huyên bồi thường hơn 400 triệu đồng. Thưa quý vị, sau những ẩm ỉ trên mạng xã hội, cuối cùng Ninh Thị Vân Anh, 27 tuổi, trú tại huyện Lạng Giang, thuộc tỉnh Bắc Giang, người được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh là Anna Bắc Giang hay Tina Dương cũng đã bị bắt để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cô gái gây dư luận đình đám trên mạng xã hội những ngày qua đã oà khóc khi phải tra tay vào còng. Theo đó, trưa ngày 13 tháng 10, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này đã ban hành các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh các quyết định và lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn. Theo kết quả điều tra ban đầu, Vân Anh thuê xe ô tô của một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu địa điểm nhận xe là tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 là thời điểm hết hạn theo hợp đồng nhưng Vân Anh không trả. Sau đó, cô này bán ô tô cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả và bỏ trốn. Tài sản trong vụ án được Hội đồng định giá tài sản thành phố Phan Thiết kết luận là hơn 774 triệu đồng do xe ô tô mà văn anh lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt có trị giá hơn 500 triệu đồng nên thẩm quyền thụ lý vụ án thuộc cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh. Hiện toàn bộ hồ sơ của vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết chuyển đến công an tỉnh Bình Thuận. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 10, đội cảnh sát giao thông số 3 công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với công an huyện Phú Riềng và công an xã Long Hưng truy đuổi vây bắt băng nhóm trộm chó, bắt giữ hai đối tượng trong đường dây. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Ngọc, 40 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, và Lê Văn Phụng, 22 tuổi, ngụ thôn 5, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Quá trình truy đuổi, tổ công tác đã đề nghị công an huyện Phú Riềng phối hợp chốt chặn. Sau khi bỏ chạy chừng 10 km, chiếc xe bất ngờ dừng lại. Hai đối tượng trên xe đã mở cửa bỏ chạy theo hai hướng khác nhau, nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 6 con chó nặng hơn 82 kg, một súng bắn điện tự chế, một tên bắn điện kèm dây điện, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, biển số ô tô và nhiều tăng vật liên quan phục vụ mục đích trộm chó. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận còn có một đối tượng nữa là chủ xe ô tô tham gia trộm chó. Tuy nhiên, trước thời điểm bị bắt, đối tượng đã xuống xe và mang theo một số chó bắt trộm được để bán ở thị xã Phước Long. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa tạm giữ hai đối tượng là Phùng Đức Phong và Nguyễn Đức Tiến về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng ngày 10 tháng 10, người dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đến cơ quan công an phường 8 trình báo gia đình vừa bị hai đối tượng đột nhập vào nhà, bẻ khóa lấy đi hai xe gắn máy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khoanh vùng xác minh đối tượng ngay sau đó, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt khẩn trương phối hợp với đội cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và đội cảnh sát giao thông trạm 20 công an tỉnh Đồng Nai kết nối với đội xung kích phòng chống tội phạm thành phố Biên Hòa hỗ trợ. Nhận được tin báo, đồng chí Nguyễn Thiên Báo, đội trưởng đội xung kích phòng chống tội phạm đã huy động các thành viên trong đội chia thành nhiều nhóm theo hướng quốc lộ 1, ngã ba dầu dây, lập chốt đón lỏng các đối tượng đang di chuyển bằng hai xe trộm được theo hướng quốc lộ 20 về thành phố Hồ Chí Minh khi hai đối tượng ghé vào quán nước bên đường để mua nước uống, bất ngờ bị áp sát khống chế. Hai đối tượng bỏ xe chạy vào rẫy cao su gần đó nhưng bất thành. Sau đó, hai đối tượng được bàn giao cho công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra xử lý. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện rất thời sự trong những ngày này. Một câu chuyện không bao giờ cũ, đó là tình trạng lạm thu, lạm quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh. Vâng, vấn đề này một lần nữa lại được khơi gợi sự quan tâm của dư luận qua một đoạn clip lan truyền trên mạng những ngày vừa qua. Mời quý vị cùng chúng tôi đi sâu vào câu chuyện này trong tiểu mục Nóng trên mặt báo ngay sau đây. Tiểu mục Nóng trên mặt báo Từ chiều tối 10 tháng 10, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về buổi họp phụ huynh của lớp 3 trên 10, trường tiểu học An Hội, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến hàng ngàn phụ huynh thành phố Hồ Chí Minh sốc và choáng váng. Trong đoạn clip, một phụ nữ được xác định là phó ban đại diện phụ huynh của lớp, đứng ra trình bày nhưng thực chất là chất vấn các phụ huynh còn lại với thái độ và lời lẽ vô cùng phản cảm, xúc phạm phụ huynh. Đáng nói, buổi họp có chứng kiến của hiệu trưởng trường và giáo viên chủ nhiệm. Trong đoạn clip lan truyền, người phụ nữ được cho là vừa nói chuyện với hiệu trưởng, vừa nói chuyện với phụ huynh, trong đó có đoạn. Yeah. Em cũng đã từng nói với phụ huynh rằng từng theo chung với cái lập trống chủ này thì sợ hoàn cảnh nó khó khăn. Chúng ta đóng góp không có nổi tuyến có nói không ạ à? dạ vui lòng anh chị nói lớn nhất dùm em cái ạ dạ à, trường hợp ví dụ như hoàn cảnh khó khăn nhất trong lớp mình là gồm có uh... em em chỉ nhớ mặt em 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 đứng lên trên em đấy mà hoàn cảnh em khó khăn lắm vị trí xe đạp rất là tội nghiệp rồi em đứng lên em đứng lên em em có thể nói tên uh, uh, con em nói lớn lên à? chị có nói với em rằng là cuối năm đừng theo lớp này không? nhưng tại sao em vẫn theo rồi lần lượt như vậy trong đoạn clip dài khoảng 4 phút có tới 3 phụ huynh hoàn cảnh bị chỉ mặt điểm tên, bị yêu cầu đứng lên và nói lớn để cô hiệu trưởng xem mặt và nghe. Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, hàng ngàn phụ huynh đã sốc và bày tỏ sự phẫn nộ. Nhiều phụ huynh cho biết vì sao cũng là một phụ huynh lại có lời lẽ phản cảm, xúc phạm, bêu tên các phụ huynh khác như vậy. Chưa nói đến chuyện Lớp học đóng góp bao nhiêu quỹ ban đại diện cho mẹ học sinh, nhưng những lời lẽ như ra lệnh, chất vấn, thể hiện sự quyền lực và bôi nhỏ các phụ huynh khác là điều không thể chấp nhận. Trên báo Tuổi trẻ số ra ngày 14 tháng 10, tác giả Nhật Huy đã đặt vấn đề rằng, điều người ta băn khoăn là tại sao trước một việc làm sai trái và bạo lực tinh thần như vậy của bà phó ban đại diện mà cả cuộc họp im re, phụ huynh không lên tiếng, giáo viên chủ nhiệm không lên tiếng, ban đại diện trường không lên tiếng và cả cô hiệu trưởng cũng không lên tiếng để rồi vụ việc leo thang tới vị phụ huynh thứ ba. Hiệu trưởng ở đâu? Câu hỏi này không chỉ dành cho clip phụ huynh tra tấn phụ huynh kia, mà cả với những chuyện lùm xùm xung quanh nạn lạm thu, lạm quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh. Có thể nói, mọi hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh khó có thể qua mặt được lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm. Nhưng tại sao những lùm xùm đó vẫn cứ dây dẳng kéo dài từ năm này qua năm khác, gây bức xúc đối với phụ huynh và xã hội? hơn 10 năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tư 55 ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó quy định các khoản không được thu, đặc biệt là không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Điều lệ cũng ghi rõ, ban đại diện phải phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí ủng hộ, tài trợ. Nghĩa là mọi khoản thu chi trong lớp, trong trường, giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo nhà trường đều nắm được và hoàn toàn có thể có trách nhiệm phải can thiệp nếu phát hiện làm sai. Điều lệ cũng ghi rõ, kết quả hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục tại Điều 14. Có thể hiểu là nếu để ban đại diện hoạt động sai quy định, tập thể nhà trường, ban giám hiệu sẽ bị đánh giá thi đua kém và ngược lại. Như vậy rõ ràng, hoạt động của ban đại diện gắn liền với trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường và hiệu trưởng không thể vô can trước những lâm xâm về làm thu, làm quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh. Vâng ạ, à. Thiết nghĩ trách nhiệm thu tiền học phí là của bộ phận kế toán tại vụ nhà trường, không phải của giáo viên chủ nhiệm. Rất mong ban lãnh đạo các trường thực hiện đúng quy định để giáo viên chủ nhiệm giảm bớt áp lực. Đừng vì mãi mê chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà làm khổ thêm giáo viên, phụ huynh và học sinh mỗi khi vào đầu năm học. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được khép lại câu chuyện làm thu lạm quyền của hội phụ huynh. Của tiểu mục nóng trên mặt báo ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình là những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý trong tiểu mục Đồng Tây Chuyển Động. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, trưa ngày 13 tháng 10, tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, vào khuya ngày 12 tháng 10, đơn vị có tiếp nhận một nam bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bệnh rất nặng. Qua sơ cứu và điều trị, đến nay tình trạng bệnh của bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 12 tháng 10, em Hồ Vũ Ni, sinh năm 2005, trú thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, bị co giật rất nặng, tính mạng nguy kịch do đó phải đưa đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, do thôn Trà Lạc ở phía bên kia cầu Cà Tinh, nơi xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp thủy điện Cà Tinh 1 từ đêm ngày 10 tháng 10, chia cắt hoàn toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 622B, nên việc vận chuyển bệnh nhân đi bằng xe cứu thương không thực hiện được. Để kịp thời cấp cứu bệnh nhân, Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng đã điều động xe cứu thương đến túc trực ngay từ đầu cầu, cà tinh chờ sẵn. Còn phía bên gia đình bệnh nhân Ni, do đường xá sạt lỡ nặng, nhất là vị trí cầu cà tinh gây chia cắt giao thông nhiều ngày liền, nên địa phương đã huy động thanh niên trai tráng thay phiên nhau dùng võng khiên bệnh nhân vượt núi và điểm sạt lỡ cà tinh. Sau gần một giờ lội bộ băng rừng và vượt qua điểm sạt lỡ nguy hiểm, với chiều dài đường đi khoảng 2 km, người dân thôn Trà Lạc đã đưa em Ni đến điểm xe cứu thương chờ sẵn. Sau khi tiếp nhận và thực hiện sơ cứu ban đầu, xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng đã đưa em Ni vượt quãng đường hơn 60 km đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu kịp thời. Muốn đi vào bản bắt buộc phải lội qua hai con suối. Những hôm trời mưa to thì gần 100 hộ dân bị cô lập. Các em học sinh phải nghỉ học. Đây là thực trạng 5 năm qua, các hộ dân ở hai bản vùng cao thuộc xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La phải trải qua, trong khi chính quyền địa phương vẫn đang loay hoay tìm cách giải quyết. Mời quý vị cùng nghe phản ánh thực tế của cộng tác viên chương trình tại địa phương. Sau nhiều ngày không mưa, nước của con suối nằm con đã rút bớt. Lòng con suối chỉ rộng vài chục mét, đá cuội lỗn nhổn, nước rút nên người lớn trẻ em qua lại dù có đỡ nguy hiểm nhưng vẫn khá chật vật. Tuy nhiên, dù là mưa hay nắng thì vượt suối vẫn là cách duy nhất để người dân hủy bạc ra khỏi bản. Còn vào những ngày mưa lũ, nước dâng cao, bản hủy bạc hoàn toàn bị cô lập. Ông Lò Văn Thi, bản Hủy Bạc, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho hay. Mấy năm trước thì nó còn có đường, nhưng 5 năm trở lại đây không còn đường đi nữa. Mỗi lần đưa cháu đi học vất vả lắm. Lúc ốm đau cũng chỉ biết nằm ở nhà thôi, chẳng biết làm thế nào được. Vào buổi sáng và buổi trưa hàng ngày, con đường suối của bản Hủy Bạc lại tấp nập với cảnh các bậc phụ huynh bông bế con em đi học. Bởi họ không dám để các cháu nhỏ mạo hiểm đi trên con đường này sau khi vượt qua được suối nằm Con, người dân lại tiếp tục cuộc hành trình gian nan trên đoạn đường dài hơn 100 mét, gọi là đường, nhưng trên thực tế nó đã biến thành sông suốt năm năm nay. Em Lò Văn Mặn, bản Hủy Bạc, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết. Lên cái suối cháu không dám đi mà không có người lớn có người cháu sợ. Khu dân cư bên dòng suối có gần 100 hộ dân của bản Hủy Bạc và bản Tỉa. Số hộ nghèo chiếm hơn 50%. Trước đây, năm nào người dân cũng tự đóng góp để làm cầu tạm qua suối. Nhưng cứ đến mùa mưa lũ thì cầu tạm lại bị cuốn trôi. Từ cuối năm 2017, đoạn đường hơn 100 m dẫn vào bản cũng bị mưa lũ cuốn trôi một phần. Trong khi đó, một số hộ dân tại bản tỉa khi khai hoang ruộng đã chiếm vào đường, buộc người dân phải đi dưới lòng suối. Chính quyền hai bản đã nhiều lần tìm cách giải quyết, nhưng các hộ gia đình lớn chiếm không đồng ý trả lại nguyên trạng con đường, dẫn đến sự việc rơi vào bế tắc ông Đèo Văn Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nói: Xã cũng làm việc trên đấy nhiều lần đấy, nó chính chính quyền bản đấy không hợp tác ấy, không hợp tác, bởi vì làm trên xã, trên trên bản tỉa nhiều lần rồi cũng xuống gọi trao đổi với nhau cả hai lãnh đạo hai bản cơ không hợp tác. Trong khi chính quyền địa phương vẫn đang loay hoay chưa tìm được cách giải quyết dứt điểm thì hàng ngày người dân vẫn đang phải đi qua lại con đường suối đầy nguy hiểm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cuộc sống của người dân vẫn không thể ổn định và kém phát triển. Và bây giờ là những sự việc câu chuyện gây chú ý xảy ra trên thế giới. Công viên giải trí Future Rocscot tại Pháp mới đây đã cho ra mắt khu vực thợ săn lốc xoáy mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm cảm giác như đang ở giữa tâm bão vô cùng đáng nhớ. Khách tham quan sẽ ngồi vào những chiếc ghế đặc biệt trên khán đài, gồm 120 chỗ ngồi. Khán đài nặng 80 tấn, xoay với tốc độ 30 km h cho phép nâng lên hay hạ xuống khoảng 1 m Một màn hình LED rộng 420m2 bao quanh khán đài, trình chiếu những hình ảnh lốc xoáy sinh động như thật, với các thiết bị hiện đại để tạo hiệu ứng gió, khói, lửa và các vụ nổ. Dự án mất 4 năm để nghiên cứu và thực hiện với hơn 600 nhân sự làm việc tại hiện trường, với chi phí đầu tư 21 triệu euro, hơn 490 tỷ đồng. Khu giải trí thợ săn lóc xoáy đang thu hút nhiều người thích mạo hiểm vì mang đến cho họ cảm giác hệt như thật. Mới đây, hàng ngàn người đã đổ về thị trấn Bunon, miền đông Tây Ban Nha để tham gia lễ hội ném cà chua La Tomatina, được tổ chức trở lại sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19. Lễ hội chính thức bắt đầu vào giữa trưa, sau một tiếng pháo để phát tín hiệu cho 6 chiếc xe tải đi phân phát những quả cà chua chín mọng, khoảng 15.000 người, trong đó phần đông là khách du lịch, đã ném 130 tấn cà chua chín đỏ tạo nên những đống cà chua bị nghiền nát trên đường phố. Lễ hội ném cà chua được cho là bắt nguồn từ một sự kiện tự phát của người dân vào năm 1945. Từ năm 2013, chính quyền địa phương bắt đầu bán vé và hạn chế số lượng người tham gia để đảm bảo sự an toàn và lành mạnh cho lễ hội. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ô tô lao xuống hồ Xuân Hương khiến hai người tử vong. Tiểu mục chuyện ngày mới, cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng miệt mài với các công việc thầm lặng, ý nghĩa, giúp ích cho cuộc sống. Tiếp tục chương trình là một vấn đề thời sự khác trong những ngày này. Thưa quý vị, xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được pháp luật quy định chặt chẽ để đảm bảo cán cân cung cầu toàn thị trường. Thế nhưng trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng đang tồn tại nhiều điểm kinh doanh xăng dầu nhỏ lẻ, không phép, hoạt động lén lút, thiếu minh bạch. Vâng, không giấy phép, không bị quản lý, giám sát, dẫn đến tự do kinh doanh, mua bán. Theo điều tra của cộng tác viên chương trình, có dấu hiệu cho thấy những cơ sở đã tiếp tay cho hành vi rút ruột xăng dầu. Để thấy rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng nghe phóng sự trong tiểu mục Cà phê không đường ngay sau đây. Tiểu mục Cà phê không đường Việc mua bán xăng dầu thường diễn ra hàng ngày trên quốc lộ 5A thuộc địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Những chiếc xe bồn chở xăng dầu ngang nhiên rút ruột xăng dầu bán công khai ngay giữa ban ngày như một hình thức bán xăng lưu động. Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi xe bồn khi chạy qua đoạn quốc lộ 5A đều dừng lại từ 15 đến 20 phút. Ngay khi xe dừng tại điểm đổ, các đối tượng từ bên trong sẽ mang máy hút, can nhựa, thùng phi ra để hút, chứa xăng. Theo tiết lộ của người mua hàng, Mỗi lần hút xăng thế, chủ xe bồn sẽ bán được 100 đến 150 lít, số tiền thu về sẽ được từ 2 đến 3 triệu đồng, còn người mua hàng cũng chỉ dám mua số lượng đến 200 lít một lần. Một chủ xăng dầu cho hay. Có để em về em bán luôn nhé em. 5.000. Dầu diesel có lẫn dầu tái chế không? Anh chạy ở đâu ra? Anh chạy đâu ra? Trong không thấy ra. Có để em bán luôn nhé

khi có người lạ đến gần, các đối tượng lập tức xuất hiện. Một chủ mua xăng dầu khác cũng cho hay. quay cái Quay gì vậy? À, quét anh quay. Ủa thế à? Thế à? Đấy. Ừ, anh thừa anh bán chứ, chứ, có phải làm gì đâu mà, mà nó quay làm gì? Ủa đâu thì Quay đâu? chị Không Không có gì đâu anh. Không chỉ ở tuyến Quốc lộ 5 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng, trên tuyến Quốc lộ 5 kéo dài thuộc địa bàn xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, tình trạng rút ruột xe bồn bán xăng cũng diễn ra công khai giữa ban ngày. Các xe tải xe bồn khi tấp vào lề đường cũng được các đối tượng nhanh chóng mang máy bơm rút trực tiếp. Chủ cơ sở thu mua cho biết, mỗi lít xăng hoặc dầu được mua vào sẽ thấp hơn giá trị thị trường khoảng 4 đến 5.000 đồng. Mỗi ngày, hàng chục chiếc xe bồn đua nhau rút ruột xăng dầu để bán cũng đồng nghĩa với việc các lái xe sẽ tìm cách bù vào khối lượng xăng dầu đã rút. Câu hỏi đặt ra là loại hình mua bán xăng dầu kiểu chợ cốc lén lút như vậy có đảm bảo chất lượng xăng dầu. Nguồn gốc xăng dầu và hành vi mua bán giữa đường của các xe bồn liệu có hợp pháp? Trong bối cảnh giá xăng dầu diễn biến phức tạp, việc siết chặt quản lý thị trường được coi là một biện pháp hàng đầu để đảm bảo ổn định thị trường. Mặc dù chợ xăng dầu lưu động tồn tại và diễn ra hàng ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cơ quan chức năng. Tiếp theo chương trình là cụm tin nóng về tình hình an ninh trật tự. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tin nóng Thưa quý vị, rạng sáng ngày 14 tháng 10, Công an quận Nhất phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy ở tòa nhà Vạn Thịnh Phát nằm trên đường Nguyễn Huệ quận Nhất. Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện gây cháy tủ đông ở tầng 10. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 13 tháng 10, người dân phát hiện khói lửa bốc lên ở tầng 10 tòa nhà Vạn Thịnh Phát ở số 8 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh nên hô hoán. Lúc này, nhiều người trong tòa nhà tìm cách di chuyển ra bên ngoài. Nhận tin báo, công an quận Nhất cùng phòng BC07 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt ở hiện trường để phối hợp lực lượng bảo vệ tòa nhà dập tắt đám cháy. Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, hư hỏng một tủ cấp đông. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện gây cháy tủ đông đặt tại văn phòng công ty La tầng 10, tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trước ngày 13 tháng 10, tại nhà xưởng một công ty trong khu công nghiệp Đồng An 2, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bốc cháy dữ dội. Phát hiện bị cháy, một số công nhân đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra ngoài, số khác thì nháo nhào bỏ chạy vì mùi khói rất khó chịu. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng rồi lan lên cả ống xả khói của công ty. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp và thành phố Thủ Dầu Một đã nhanh chóng huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Theo ghi nhận, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin về giao thông, thưa quý vị, rạng sáng ngày 14 tháng 10, trên đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua địa bàn huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe đầu kéo và một xe tải. Hậu quả vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng sau tai nạn. Cụ thể vào khoảng 4 giờ ngày 14 tháng 10, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 61H 06007 kéo theo rơ móc đang lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng từ đi thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Trong khi xe vừa lên cầu một thước, đoạn qua km 80, đoạn thuộc địa bàn huyện Cai Lậy thì bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát 68C10422 tông vào phần đuôi. Tiếp đó, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51M1320 kéo theo rơ móc đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trở tới, tiếp tục tông vào đuôi xe tải 68C10422, tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn trên đường. Sau tai nạn, tài xế xe tải 68C10422 tử vong tại chỗ trong cabin biến dạng. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã có mặt điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ tai nạn đã làm hàng loạt phương tiện khác lưu thông qua đoạn đường bị ủng ứ, kéo dài hơn 1 km. Tối ngày 13 tháng 10, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại khu vực Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Chiếc xe ô tô bị mất lái, lao xuống hồ khiến hai người thiệt mạng. Hai nạn nhân được xác định là ông Phạm Hồng Hải, 50 tuổi, và anh Thái Chí Nhẫn, 30 tuổi. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ô tô 7 chỗ biển số 76A 06867 do ông Phạm Hồng Hải điều khiển. Đang lưu thông theo hướng từ đèo Friend về trung tâm thành phố Đà Lạt thì bất ngờ bị mất lái, xe lao xuống hồ và nhanh chóng chìm sâu. Ngoài hai nạn nhân không may tử vong, trên xe lúc đó còn có vợ chồng ông Nguyễn Viết Thắng, 50 tuổi, và bà Nguyễn Thị Điểm, 53 tuổi, là người thuê ông Hải lái xe chở từ An Giang lên Đà Lạt. Rất may, thời điểm xe gặp nạn, vợ chồng ông Thắng đã mở được cửa sau của xe và bơi vào bờ. Riêng ông Hải và anh Nhẫn cùng chiếc xe chìm xuống lòng hồ Xuân Hương, cách bờ hồ hơn 10 mét. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, chiếc xe gặp nạn đã được trục vớt lên khỏi mặt nước. Thi thể của hai nạn nhân cũng được tìm thấy trong xe. Kính thưa quý vị, dù đã trở về cuộc sống đời thường sau tháng ngày gắn bó với quân ngũ, thế nhưng những người cựu chiến binh vẫn không cho phép mình được nghỉ ngơi. Họ vẫn miệt mài với các công việc thầm lặng, ý nghĩa, giúp ích cho cuộc sống, điển hình như trong vấn đề bảo vệ môi trường. Với phương châm sạch phố, sạch ngõ, sạch nhà, Thời gian qua, các câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng nói chung và phường Thuận Phước nói riêng đã tích cực ra quân bảo vệ môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư, góp phần xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch đẹp. Đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong tiểu mục Chuyện ngày mới ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tiểu mục Chuyện ngày mới. Buổi ra quân dọn dẹp vệ sinh như thường lệ của các thành viên trong câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong suốt 7 năm qua. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng ai nấy đều vui vẻ khi được góp một phần công sức để làm sạch đẹp các tuyến đường. Ông Nguyễn Văn Bao, thành viên câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, Bà Nguyễn Thị Hạnh, thành viên câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, Ông Trương Huy Hoàng, chủ tịch hội cựu chiến binh phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nói: Tổng cộng hai câu lạc bộ hiện nay có là 34 đồng chí. Câu lạc bộ của môi trường chúng tôi thì trước hết là tạo được cái ấn tượng trong cái, cái tình cảm của nhân dân. Thái nữa là đã tham gia góp phần xây dựng môi trường sách sạch đẹp các câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện, ra quân dọn vệ sinh vào mỗi sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần và thực hiện theo ba phương châm – sạch phố, sạch ngõ, sạch nhà. Dù chỉ là hoạt động tình nguyện, nhưng nhiều năm qua, các thành viên vẫn tích cực tham gia. Chị Võ Thị Ánh Tuyết, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho hay. Sau khi nhìn thấy hoạt động của các chú cựu chiến binh, thì bản thân tôi là người trẻ, tôi rất là ngưỡng mộ tôn quý các chú. À, với tinh thần thời chiến cũng như thời bình thì những hoạt động này rất là bổ ích đáng để à, lớp trẻ của chúng ta noi theo. Ông Trương Huy Hoàng, chủ tịch hội cựu chiến binh phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết thêm. Chúng ta bảo vệ môi trường nó phải riêng ai cả, mà đó là của mọi người. Cho nên chúng tôi muốn thông qua đây là tạo nên một cái sức lan tỏa và kêu gọi mọi người cùng tham gia cùng đồng hành cùng chúng tôi Vì tạo một môi trường xanh sạch đẹp Bên cạnh hoạt động ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, câu lạc bộ môi trường của chiến binh phường Thuận Phước còn có nhiều hoạt động thiết thực khác để bảo vệ môi trường, như khơi thông hàng chục cống rãnh, xé biển quảng cáo rau vặt trái quy định trên các tuyến đường chính và kiệt hẻm, trồng cây xanh, thu gom và phân loại rác thải, tuyên truyền vận động người dân ở khu dân cư chung tay bảo vệ môi trường, ông Hoàng Lê, chủ tịch hội cựu chiến binh quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết. Câu lạc bộ môi trường của hội cựu chiến binh phường Thủ phước có thể nó thành lập hoạt động có nhiều kinh nghiệm và đặc biệt ở đây thì cái tính hiệu quả rồi có tính thống nhất và đặc biệt cái 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 tham gia rất tích cực của hội viên và đây là cũng một trong những cái câu lạc bộ được thừa nhận là cái mô hình là tốt nhất của của quận hải châu những đóng góp thiết thực của các câu lạc bộ trong bảo vệ môi trường không chỉ giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, mà sự gương mẫu của các cựu chiến binh cũng đã góp phần lan tỏa, nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Hành động của những người cựu chiến binh miệt mài bên quốc sản mỗi dịp cuối tuần để làm sạch môi trường đã để lại tình cảm và sự kính trọng biết ơn của người bình và các bạn trẻ về một thế hệ bộ đội cụ hồ. Những người một thời đã đi qua lửa đạn chiến tranh giờ lại đang thầm lặng góp sức về cuộc sống cộng đồng. Vâng, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời chúc sức khỏe tới các cô các chú để tiếp tục những việc làm rất ý nghĩa cho xã hội. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.